Bốn lý do của việc treo cờ đỏ sao vàng. Thứ nhất là quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thứ hai là lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Thứ ba, việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày Tết đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện lòng yêu nước và tự hào của mỗi công dân Việt Nam, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh và là nét đẹp văn hóa của dân tộc. Thứ tư, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc. Việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, mà còn là sự tri ân của chúng ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Do đó, mỗi người dân Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy thành truyền thống và nét văn hóa treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết. Yeah!